20 ngày nay bị liệt đó mà. Cũng chỉ là khổ cho. Té, té không được luôn. Cách đây 20 ngày nó té liệt luôn. Té là bị nhẹ à? Té làm sao? Té bị nhẹ này quá. Tự ngã. Con cưới xuống đây là một người đi được con. Đứng lên được rồi. Chưa được, đứng lên, ghế này tôi không mời thì đừng ngồi, càng ngồi ghế này thì càng ngồi. Ngồi lên đây ngồi. Cổ đã cầm tiếp, còn đét cho điểm. Đứng lên, càng đứng đây càng chậm. Bạn
cho phép vui lòng cho bà Nguyễn Thị Xíu vào. Bà Nguyễn Thị Xíu đang đứng ở đâu lại nữa? Bà Nguyễn Thị Xíu ơi, A Di Đà Phật, xin mời bà Nguyễn Thị Xíu, người nhà của bác Mẫn Trung Hương. Để chút xíu nha, thầy báo lại ra bác Mẫn. Dạ. Hồi nãy thầy có làm cái đầu rồi, nhưng mà nó cái lưng đi cho thầy mà nó đi ra mất tiêu. À, xin mời cô Nguyễn Thị Xuyến, người nhà cô bác Mẫn, mặt trận cô Quốc Trung ương. Dạ, các em anh lên đưa luôn rồi. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, dạ, anh em không biết anh đi theo thầy, anh em đi vô mất là nói chiếc không?
những cháu câm điếc, bại liệt, bại não là cần lên phòng y tế để được thuốc. Không phải uống thường, uống dài hạn. Uống 6 tháng, 9 tháng thì cái bộ não nó mới phát triển hình được. Các cháu bại não, bại liệt, câm điếc là uống thuốc chữa não ha. Phòng y tế đâu xuống đây thầy để chỉ cho công thức chữa các cháu này. Bây giờ nếu mà ở đây mà thầy chỉ cho tới chùa thầy thì quá xa, cho nên thầy cho công thức ở đây để đây tỉnh đây ha. Thank you.
đang sản xuất tiểu não cho nó lớn được ha. Để nó lớn hơn cái tiểu não. Lát nữa thầy làm sao cho nó vuông góc
giống như bà con mình đang đứng là nguyên gốc, chút xíu nữa thầy chỉnh cho nó nguyên gốc đúng được, đứng được thì thầy nó sẽ đi được. Nhưng đừng có bắt chước thầy mà làm lỡ nó gãy xương ha. Con áp sát lòng mình chân xuống cho con nói vậy là sẽ không đi được.
áp sát xuống, nãy sư phụ làm con áp sát đó, nhớ không? Bữa nay con đào được nha. Không được đó con, để sư phụ làm cho con được nha. Đó, chứ không phải như ngày xưa con nhớ không, sao con cũng được. Đó, càng nhớ. Lời dặn của mẹ giúp cháu về nhà cho cháu đứng dựa vô tường, đầu đụng tường, lưng đụng tường, mông đụng tường và gót của cháu đụng tường sẽ là tốt để tiếp xúc. Gót cháu đụng tường, cái mông đụng tường, cái lưng đụng tường, cái đầu đụng tường, thì phía sau đầu đụng vô tường ha. Cái chân nếu nó có trùng mình đè luôn rồi, nhưng mọi khi đó nó bị ổ khớp chưa ổn, bây giờ ổ khớp ổn rồi. Đứng thẳng lên. Ở này là đứng sát rồi đó. Mình đứng thẳng lên không? Thẳng lên không? Thẳng lên. Thẳng lên. Không có té, không có té. Đứng thẳng đi con, không có té được cái luôn. Đúng rồi, con giỏi lắm. Được không? Được. Con xem có té gì hay. Không có là sử dụng. Thì gia đình mình đã chúc lòng thân thân nhất.
giống như mình trồng trước cái cây thì cho có quả, giống như mình bỏ tiền vào ngân hàng mình sẽ rút được lại, nếu không thì có đứng giúp đỡ ngân hàng tiền đó mà không bao giờ còn tham nữa. Bữa nay con nghe điện thoại mọi người đó, con nghe được alo con nghe nghe con gái của ba nói chuyện điện thoại được. Xin ban tổ chức cho một cái ổ khóa, xin ban tổ chức Hưng Thiện Tự cho một cái ổ khóa. Nghe nó đang nói với bố nó. Chúc mừng cháu đây. Tiếp suốt đời sáng giờ lọt sổ ca này, ca này nói không được rồi. Bao nhiêu tuổi rồi không? 68 tuổi rồi. Ráng cầu nguyện thêm
con thề nguyện trong tâm từ nay nói lợi ích người ta chứ không có nói làm khổ người khác để hồi hướng công đức cho cha con tên họ gì nữa. Với thầy khám thì chú này không biết suốt đời rồi. Con nói được rồi, hay quá.
hơn. Thank you.
cửa để có huynh đệ tương y chữa trị. Nam mô A Di Đà Phật.
chúc mừng cháu không? Ừ. Sư phụ.
về bẩm sinh. Dạ. Điều đầu. Thank you.
cháu bị sao? Cháu không nói chuyện được, có gặp thầy nhưng mà Thank you.
Nói như vậy thì khó làm quá phải không? Thì mình
chấp mà chấp nhận chọn một chọn hai. Nếu mình tranh giành biết bao nhiêu của cải con mình mới mốt nó cầm tí cần ngơ thì nó có sử dụng được không? Mình phải suy nghĩ ha. Thank you.
May quá, con của cô nói được, nghe được. Con nói nào? Quỷ âm. Có lúc anh em người ta chưa có mấy người dâu vô thì anh em ta hòa thuận, tới lượt mấy chị bên bạn dâu vào thì gia đình ta rối hết. Đó cũng là nhân bị tâm lý. Người muốn giữ được cửa bên chồng hưởng của phụ ấm thì chỉ cho cứ rằm 30 mùng 1 mua trái cây cúng ông bà, lại cúng riết rồi cái bà cụ ông cụ thấy mình có hiếu tự nhiên ta cho của phụ ấm, khỏi tranh giành ra tò mang tiếng. Mọi người đồng ý không à? Mang tiếng lắm, tự nhiên xúi dục anh em ta ra tò cho xấu hổ tổ ông. Đó là nhân tâm điếc chứ không nghe chỉ nha. Rồi cháu này về đây sau này nó nghe nó nói được luôn. Cảm ơn. Mừng nè. Nam Kiên Mô Tên Nà Ê Ê Nà Kê Tây Tây. Chứ Phật không được. Ba má mày có nghĩ đến Phật đâu mà nói. Tổ cha nó còn cười nữa. Thank you.
chị hết. Đây cái mình đó. Thank you.
cháu nói được, cháu này lớn một chút nữa nói tốt nha. Đừng có réo nhiều mất tịch, mất thời gian của người khác nha. Nhiều chuyện lần nào là thầy tản đi chỗ khác thì tôi thấy nhiều chuyện mà tôi tản ư liền. Bà ra đây bà. Cô bú cổ nó ra đây. Bú cổ nó ra đây. Các cháu nhỏ chuẩn bị ngồi im tại chỗ, người nào lao chao thầy để luôn. Còn thuốc bú cổ. Bị bao lâu rồi mà? Dạ, 43 năm rồi. 43 năm. Nó sao rồi, 21 nó sẽ teo lại nha. Không thầy. Có bị bao lâu rồi? Tháng này chắc 10 năm rồi. Đúng không biết nó vướng không? Vướng. Chút xíu nữa thầy làm cho nó hết vướng ha. Con này có bị vướng không? Có, dạ có. Con có bị không? Mổ mấy lần rồi? Một lần. Về từ nay con cố gắng ăn chay. Vì nếu con không ăn chay, con có thể mổ 7 lần. Bà con bị bú cổ lắng nghe đây. Theo cái thấy của thầy, quý vị tin không tin đó là quyền của quý vị. Thầy không bắt quý vị phải tin. Nhưng thầy biết thì phải nói. Vì biết mà không nói, bất nghĩa bất nhân. Nghiệp đời trước của những người bú cổ thường làm nghề ngoài sau bếp, thợ nấu, cắt cổ nhiều. Kiếp này mượn tay nhà khoa học, bác sĩ mổ mình ngay cái chỗ mình cắt cổ gà. Đó là luật nhân quả. Nếu như để chữa khỏi, không phải thầy yên hay bác sĩ giỏi mà chữa được. Giống như cô này, bác sĩ cũng giỏi, mổ rồi nó tái lại, đúng không? Dạ, dạ. Nếu như quý vị không biết hối cải, không tập ăn chay, thì tới chết cũng không ai cứu được. Bác sĩ cứu không được, không chỉ thầy yên. À, con nghe rõ không? Rõ thì bắt đầu mình tập ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi. Cổ mình chút xíu thầy bấm vô, mình đau quá trời phải không? Ông thầy ông bấm mình trong tình thương, chữa bệnh cho mình còn đau. Uống chi mình cắt cổ lột da, thịt gà, thịt vịt cho nó cả thao thì nó đau không? Máu nó lên láng thì nó đau không? Phải không? Thì luật nhân quả đó nó buộc mình phải bị như vậy đó. Đó là nhẹ nó. Cái nặng là chịu qua ung thư. Nặng nữa là bại liệt. Quý vị không tin, ta cảnh cáo cái này mà không tin, cứ ăn miếng. Hết kiếp này kiếp sau. Một là vừa mẹ vừa cấn thai thì phá thai. Kiếp này ai thích ăn thịt thì mẹ vừa cắn thai thì lại phá thai. Hoặc đẻ ra thì bại não trong bụng mẹ. Ai thích ăn thịt kiếp này mà vượt qua được, không bị tàn tật, thì vừa sanh trong bụng mẹ là tàn tật về bại não. Tin hay không đó là chuyện của quý vị. Nhưng chuyện đó có trước mắt quý vị, các cháu bại não đó, nó liệt từ trong bụng mẹ. Có không? Có thôi, vỗ tay để nhớ đi ha. Ai thích ăn thịt thì không kiếp này kiếp sau cũng phải bị. Có những người không kịp sanh ra, vừa cấn thai là mẹ nó phá thai luôn, không được chào đời. Nghe kỹ hết không? Nghe kỹ là có hy vọng hết á. Cứ cổ là hy vọng tới 90%, cầm điếc có 60-70%. Tức là 10 người cầm điếc có 6-7 người nói được, nghe được. Còn câm điếc 10 người hết 9, dù to như bà nó cũng ăn. Rồi bà lắng nghe, mình ăn thịt mấy chục năm nay cũng không tiến bộ gì phải không bà? Quý vị để ý coi, mình ăn thịt mấy chục năm nay mình có đẹp hơn không hay là già xấu thêm? Có đẹp hơn mấy ông thầy tu không? Có người tu rồi ổng ăn chay không mà, viên siêu ni rồi ăn chay không mà ta đẹp phải không?
mà mình quan niệm ăn chay là ốm yếu sai lầm. Quý vị thấy cái loài ăn chay là loài mạnh nhất hành tinh này, như trâu, như ngựa, như voi đều là mạnh nhất hành tinh này, đúng không bà con? Và chính cái loài ăn chay mới dám đi cài dùm người khác, kéo xe dùm cho người khác. Xin lỗi, tôi không có ý mỉa mai. Quý vị thấy con cáo nó ăn thịt nhỏ xíu mà đã nói mày cáo già quá, không bao giờ giúp ai. Mẹ con ruột của con chó nó thương nhau dữ lắm, nó đẻ ra 6 đứa con vậy đó, nhưng mà chỉ cần ông chủ nhà bỏ cục xương xuống là mẹ con nó cắn sà ngầu liền, không nó giành lộn ăn sà ngầu liền, không à. Rồi quý vị tôi nói cho quý vị nghe, thấy một cái chỗ nữa cũng là một con sáo, một buổi sáng nó bắt con cào cào con dế nó ăn, thì nó tranh giành con nào tới nó tha đi hoặc nó mổ mình làm sao để nó giành mồi ăn. Nhưng cũng con sáo đó buổi chiều nó gặp buồn chuối, tức là lúc nó ăn chay, thì nó la bể làng cho mọi con khác để ăn, đúng không ạ? Vậy thì mình ăn chay thì mời người ta ăn chứ ăn mặn ít cứ mời ai lắm. Mời phải có tiền. Ăn mặn mời là phải có cái thiệp. Ăn chay là người ta đãi miễn phí. Anh ba chú Tư ơi, lại ăn chay với tôi nè. Giờ thử hỏi mần con gà nửa ký đủ 4 thằng bạn nhậu, thằng thứ 5 lại làm bộ quẹo cổ vô không dám nhìn ra, không dám mời, sợ hết hồn. Có không mà mấy ông bạn ngoài đó cười dữ vậy? Có không? Tôi biết, tôi không nhậu chứ tôi biết đó là đủ 4 thằng này không bao giờ mời thằng thứ 5, hết hồn. Đó, ăn chay và ăn mặn nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là vị tha, khác nhau là ở chỗ ích kỷ và vị tha. Cái loài ăn chay luôn luôn kéo cài, kéo xe, không cần tính tiền đó. Rộng lượng như vậy, bị người ta đánh hết chứ. Đánh cũng không giận, ngày mai vẫn đi chắc đi làm với ông chủ. À vậy nha, vì thời gian có lượng, nhưng mà nếu như tôi không dừng lại giảng nói thì bệnh của cô chú không thoát được. Bệnh này nó bị oan gia trái chủ, nhiều đời sát sanh khắc khổ. Vì vậy cho nên tôi gặp những bệnh nặng tôi hay nói. Tôi nói như vậy, bên ngoài cảm thấy thấu tình đạt lý vỗ tay, thì nếu như oan trái của nó ở đời trước thì nó cũng đi như quý vị vậy đó. Vì dương gian âm phủ lòng nhất lý, thể xác thần hồn đau khổ sướng vui giống như nhau, chỉ khác nhau là chỗ có hình tướng hay không có hình tướng mà thôi. Mấy bữa trước ông nội mình có hình tướng đi tới đi lui, sau khi ông nội mất đi hình tướng, nhưng linh hồn ông nội vẫn còn đó. Quý vị nào nó không có dám bỏ bàn thờ không, dám bước đi bàn thờ không? Bất cứ người nào bước đi bàn thờ là điên loạn và nghèo đói hết, điên loạn mà nghèo khổ. Ai mà không xem trọng bàn thờ của quyền thì điên loạn mà nghèo khổ. Nếu ai không xem trọng bàn thờ của quyền, không xem trọng mẹ cha, thì đi tới chùa, tới nhà thờ vô ích. Đó là xảo, là không thật. Vì đạo phải dạy cho mình hiếu thảo và trung thực. Ông Phật, ông Chúa ở đâu tôi không biết, vì không phải ở nước Việt Nam tôi, mà là du nhập từ nước ngoài vào. Nghe nói đạo đức tối cao cho nên tôi học theo. Còn căn nhà này, miếng ruộng cày này là của ông nội tôi, hỏi sao tôi không thờ, phải không? Đồng ý không bà con? Đạo nào cũng hơn đạo đức nha. Nhớ kỹ, đạo nào cũng hơn đạo đức. Rồi bắt đầu tiến hành nha, cho ánh sáng lên bà con.
Thầy có lấy à? Bà bốn lỗ uống hết đi. Cô bôi một ngày ba lần, hết bốn lọ thuốc nó có khi tan một nửa. Sau đó tháng tiền này để lấy nhiều thuốc ra khỏi nhiều thuốc. Còn anh Giang tháng 10 ngày nha. Dạ, đúng rồi thầy ơi. Anh Giang thường làm tốt nha. Chị xong rồi hả thầy? Dạ xong rồi. Dạ cảm ơn thầy. Chỉ cần xuất hết bốn lọ thuốc đó là cổ là nó teo rồi. Cái gì chứ mà cũng sao rồi. Có những người thằng bốn lần của bà mắc may cái áo, may cái ăn càng luôn, không dám dở ra sợ người ta sợ. Cô sợ rồi nó cứng không? Cứng. Nó bị đáng luôn rồi. Cơ niệm Phật đi để tự làm cho nó tan mấy chục phần trăm thì đi cô còn sức. Bà cụ hồi nãy bà không còn sức cho nên thầy không có giúp bà.
lại cho nó nhỏ hơn ha. Ôi nó nhỏ mấy á? Ai chúc mừng không? Tôi ngày ba lần. Anh em đứng trên đó nắm cái bạc lại để nó bạc nó giật giật mấy cái nữa là rách luôn, nắm lại lát nữa có trời mưa vẫn còn đứng đó mà đứng được. Tôi có tánh hơi lo xa cho nên tôi già trước tuổi là vậy, bây giờ 40+ tuổi rồi đó. Thank you.
chọn mấy rồi? Dạ, cho tám. Được ra về rồi bà đó. Đi ra lối đó đi. Thuốc này rất quý, hai lọ đó cô có đi kiếm mua 1 triệu 2 triệu đồng cũng không mua được, cho nên đừng có bỏ nghe chưa.
sờ lại mày. Thì con phải báo để thầy cho bớt lại.
lọ thôi chứ cái gì đâu cũng chia hết. Sợ như công tử mà đi không ngồi cái nghèo mà. Trên đời này có ai khen công tử mà đeo giỏi không? Công tử mà đeo ngon không? Có ai muốn con mình ngon vậy không? Con phá hoại có gì đâu mà khen không? Đáng chịu đau nếu có thể nó tan rồi nó tan luôn ha. Này nó to hơn quả trứng đúng không? Đáng chịu đau. Chúc mừng bạn không? Mày đó thấy rõ không? Rõ không? Hỏi mấy ông thanh niên thấy rõ không? Đó, người ta hỏi đó, người đó. Thấy rõ không? Đứng lên cho mọi người xem lại nha. Sau đó dẫn dắt gia đình tu luôn ha. Nhất là đàn ông tập ăn chay để khuyến khích cả gia đình mình tu hành. Khi vợ mình mà nó tu hành, nó đi chùa là nó không có đi đánh bài, nó không có đi bánh số này. Và muốn nó đi đường nào, muốn đi đường chùa, anh yêu, thôi đi. Anh muốn em đi chùa hay là em muốn đi nhậu? Hỏi cầu thì không hết hồn phải không? Để nó đi đường chùa là mình mừng đi. Nó đi nhậu là lấy xong rồi đó. Mình tỉnh rồi, đừng có hồi hộp. Hồi hộp là tuyệt đối thì cái già không được ăn con gì nữa. Cái gì thầy bấm trong cái tình thương này mà nó đau cỡ này, mình nhai nát thịt của người ta. Ngày mai thải ra cái chỗ kia luôn, hết ta chịu đau không? Sờ lại coi nó nhỏ không? Mười nó nhỏ mấy rồi? Còn với lòng ngực thêm một cục nữa. Cục trên tan rồi nhưng mà thầy kéo lên trên ha, để sức hút. Chứ nếu không nó nằm trong lòng ngực một cục nữa. Sờ lại cái nữa coi. Thế nào vậy? Nhỏ nhiều ha. Coi ngày ba lần ha. Nó chưa tan luôn bởi vì cục này đụng tới nó chảy xuống lòng ngực nó chưa tan luôn. Mấy cái nằm ở trên thì bấm tan luôn. Vì đó đó đi con. Không bị sao? Ồ, đi khám bệnh viện nó nói có bướu á. Đúng, miếng có bướu. Bướu lâu chưa? Khoảng 2 năm rồi. Ông tĩnh tâm và về tự phát nguyện lát nữa. Nếu mà chưa ăn chay được ra đúng 13 năm á, là phát nguyện từ đây tới già ăn chay tháng 10 ngày để giữ đạo đức của gia đình, để giữ được cổ, dạy được con. Nghe không? Em ơi, mình vừa đẹp trai, vừa đủ thứ mà mình nói không ai nghe, cực mình biết lỡ tai biến chứ. Bây giờ tôi sẽ giúp chồng hết bướu cổ trong cái khác.
tội nghiệp ngoài kia leo rào luôn rồi. Nó còn ít. Mười nó nhỏ mấy à?
Dạ nó nhỏ cỡ 4 rồi. Rồi nghỉ lại lên đây. Còn không? Dạ còn. Đây, còn chút. Rồi sờ kỹ lại cái lượng người nó nhỏ mấy rồi. Biết đường kiếm rồi. Dạ còn. Rồi xong cho mẹ đi. Tham quá nó cũng khổ. Thầy làm mà nó khổ, mình quá hiểu hại rồi, quá khổ rồi.
con quả uống thuốc nam thường xuyên. Nếu như thầy làm điều này mà nó không tan thì khó mà giữ mạng được tốt hơn. Thank you.